Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một video về thi công bể tách mỡ trong nhà phố. Thì công dụng của bể tách mỡ nó là loại bỏ mỡ thừa từ trong quá trình nấu nướng, bao gồm các loại dầu mỡ lẫn với các cặn dầu mỡ và các thức ăn thừa, tránh tắc nghẽn cái đường ống. Thì hiện tại trên thị trường nó cũng đã có rất nhiều cái thiết bị thông minh liên quan tới cái bể tách mỡ này. Nó rất là tiện dụng, dễ dàng di chuyển và tháo lắp bảo trì bảo hành. Như mọi người đã thấy trên mạng hiện tại thì họ bán rất là nhiều. Và trong video này thì tôi giới thiệu đến quý vị các bạn cái bể tách mỡ được đổ bê tông, xây tường và tô tường chống thấm như một bể tự hoại của nhà phố thông thường. Và trước khi tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của cái bể tách mỡ này thì tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn về cái mặt bằng công năng bố trí của ngôi nhà mà chúng tôi sử dụng cái bể tách mỡ này cho gia chủ. Thì về cái mặt bằng tầng trệt này, nhà này cũng có một diện tích khá rộng, ngang 7m1 và dài 14 mét. Phía khu sau là khu bếp, thì dưới vị trí khu bếp thì chúng tôi mới bố trí cái bể tách mỡ này. Và sau khi nước được lọc sạch sẽ ra bể tách mỡ, từ bể tách mỡ nó sẽ đi về cái hố ga ngay vị trí của hầm tự hoại. Lúc này nước đã được lọc sạch sẽ hơn và theo các hố ga trung gian để đi về hố ga trước nhà và ra thoát ra cống thành phố. Như quý vị đã thấy con chuột trên màn hình á. Chúng ta sẽ quay trở lại cái mặt bằng và mặt cắt của bể tách mỡ này. Về mặt bằng của bể tách mỡ này nó cũng được chia làm ba ngăn, tương tự giống như cái bể tự hoại của mình. Cái bể đầu tiên nó là bể chứa, tới bể lắng, tới bể lọc, sau đó nước sẽ đi ra ngoài. Chúng ta sẽ tiến tới phân tích cái mặt cắt của bể tách mỡ này. Như tôi cũng đã nhấn mạnh nhiều lần thì bể tách mỡ này rất là giống với bể tự hoại, nhưng nó khác nhau ở điểm này. Khác nhau về nguyên lý hoạt động giữa hai bể này, đó là dưới phân thì nó sẽ chìm xuống, còn đối với mỡ thì nó phải nổi lên, dẫn đến là cái cốt cao độ các đường ống dẫn thông giữa các bể này nó khác với bể tự hoại. Thì đối với hầm tự hoại thì cái cốt ống giữa các bể chứa, bể lắng, bể lọc nó sẽ nằm cao hơn rất nhiều so với đáy. Còn đối với bể tách mỡ thì cao độ của được các đường ống dẫn này nó sẽ nằm sát với đáy hơn. Nhưng tại sao chúng ta thấy trong cái hình vẽ này họ không đưa cái cốt nó thấp xuống với đáy, nhưng họ lại để nằm trên cao khoảng tầm giữa, phải giữa cái bể, rồi có một cái co ngụp một đường ống sâu xuống, là để cho trong quá trình thi công được dễ dàng hơn, vì bề rộng của các cái bể ngăn chứa này nó rất là nhỏ, khoảng 3 đến 40 phân mà thôi, nên việc thao tác thi công rất là khó, buộc lòng phải đặt nó lên cao và cho cái co ống ngậm sâu xuống bên dưới để dễ dàng thi công cho anh em ở hiện trường hơn. Thì đây là cái video ở hiện trạng ở công trình mà chúng tôi đã thi công, thì nó hoàn toàn giống hệt với bản vẽ cái ban đầu. Nước thải ra tay ống thoát từ bếp xuống bị chứa, bị lắng, bị lọc và sau đó sẽ đi ra ngoài hố ga thì được ống dẫn phía trước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video này.